Vâng thưa quý vị, thiếu đào thiếu quất chứ hẳn đã là Tết, người ta vẫn nói là như vậy. Thế nhưng mà ở thời điểm này thì nhiều vườn đào vườn quất tại Nhật Tân, tại Tứ Liên của thủ đô Hà Nội vẫn đang trong quá trình gấp rút phục hồi để chuẩn bị cho dịp Tết. Tất cả là tại sự tàn phá của cơn bão số 3 hồi tháng 9 vừa qua. Cơn bão đi qua đã gần như là cướp trắng những vườn trồng cho vụ Tết. Đây là những hình ảnh sau cơn bão Yagi hơn 2 tháng trước. Dập nát, ngập úng, sắc sơ trải dài cả khu vực vườn quất, vườn đào tại Tứ Liên và Nhật Tân. Còn đây là hiện tại. Thưa quý vị, sau trận bão lớn lịch sử gây thiệt hại nặng nề cho làng đào quất tại Nhật Tân Tứ Liên thì nay cũng đã có một tin rất là mừng là người dân họ đã có thể đánh những cái cây vào chậu và tuốt lá cũng như là tiếp tục chăm sóc cây để cung cấp kịp cái Tết Nguyên đán 2025 sắp tới ạ. Vì trồng mới thì không thể kịp nên nông dân hai làng ngay sau bão đã xác định phải cố vớt vát những gì còn sót lại, cứu được cây nào hay cây ấy. Cây nó chết đi chặt như này mà giống mới thì không thể kịp được. Cái rễ nào mà nó không trắng cái đầu như này là nó thối, là không cứu được. Còn cái cây này là đầu rễ nó ra trắng là cứu được. Không biết là từ Tết nó có tươi trở lại không? Đấy. Trong hoàn cảnh này, không thể đòi hỏi quá nhiều về tính thẩm mỹ của cây. Chỉ cần cây khỏe, trụ được đến dịp Tết. Chế độ chăm cây cũng đã thay đổi, đầu tư lớn hơn. Chăm sóc đặc biệt một tháng, mà là phải cho nó ăn nhẹ đi. Phải cho ăn nhiều lần, chứ không cho ăn một lần thì nó lại hỏng thêm. Phục hồi chỉ được 50-60% thôi. Cây nào mà phục hồi được người ngợ nó phấn chấn hẳn lên đấy chứ. Những cây vỡ hẳn thì không nói gì, nhưng còn những cây phải thay chậu này coi như mình đầu tư gấp đôi. Chi phí nó lớn hơn thì sẽ ảnh hưởng tới giá cả. Vẫn còn quá sớm để dự báo trước giá đào và quất năm nay sẽ biến động như thế nào. Nhưng về sản lượng ra thị trường thì chính quyền quận Tây Hồ tin rằng vẫn sẽ đảm bảo đủ nguồn cung ra thị trường dịp Tết. Quận Tây Hồ cũng ước tính ảnh hưởng của mưa bão đối với làng đào quất nói chung là 140 hectare. Để chia sẻ khó khăn với nông dân, ngân sách cũng đã được chi và liên tục bổ sung. Với nguồn vốn trước đây là 20 tỷ và ngay kỳ họp Hội đồng Nhân dân bất thường thì chúng tôi cũng đã đề xuất và Hội đồng Nhân dân quận đã quyết định để Ủy ban dân quận Tây Hồ chuyển tiếp 10 tỷ nữa, tổng là 30 tỷ cho bà con nhân dân trong vùng bị lũ lụt vay, phục hồi sản xuất đối với các ngành nghề, đối với cây đào và cây quất gần trên địa bàn. Ngoài ra, các hợp tác xã cũng có cái nguồn quỹ dự phòng cũng đã kịp thời trích để động viên bà con. Khắc phục rất là nhiều, khó khăn hơn mọi năm đấy, để các cái yếu tố chăm sóc các cái loại phân bón như thế nào, thuốc trừ sâu ra sao để giữ cho cái cây nó còn lá. Bởi vì kheo bão ấy, nó đập dập lát rất nhiều, mà để phục hồi được những cái cây đó thì cần rất là nhiều công sức. Thì những cái cây gãy ấy, thì là sẽ vẫn là đôn đảo và sau đó là sẽ dồn vào những cái khu vực đất mới để mình sẽ chăm sóc và khắc phục lại, cắt sửa và uốn lắn lại. Đến hiện tại này thì công tác khắc phục cũng đã xong rồi. Theo các nhà vườn, thời điểm này đã liên tục nhận được đơn đặt hàng của các mối quen với số lượng lớn và phải đến trung tuần tháng 12 âm lịch mới biết chính xác lượng cây cho vụ Tết tới thừa thiếu như thế nào. Thưa quý vị, khảo sát của Alpha B ghi nhận tại Việt Nam thì có tới 42% người đi làm đang trong trạng thái mệt mỏi, chán nản với tần suất stress từ thường xuyên đến rất thường xuyên. Trong đó, nhóm quản lý tầm trung, tức là những người được đề cử từ vị trí nhân viên lên làm quản lý, là gặp nhiều áp lực nhất. Đây là một thực trạng chung không chỉ ở những đối tượng lao động trẻ, mà việc làm việc một cách chăm chỉ và được tin tưởng làm quản lý giờ không còn là một ước mơ của nhiều người lao động nữa, vì họ cho rằng là phần thu nhập tăng thêm không đáng để căng thẳng. Không muốn thăng tiến cũng đồng nghĩa với việc là nhiều người phải học cách tồn tại ở nơi công sở, tìm cách làm thế nào để không phải đảm đương quá nhiều công việc một lúc và có thời gian cho bản thân mình. Không ít người đã chọn một phương án, đó là quản trị lại sếp. Không phải lúc nào những vị trí cao cũng là lời mời gọi hấp dẫn, khi chỉ cần làm những gì phù hợp với mình cũng là quá đủ. Không muốn thăng tiến, không có nghĩa là họ làm việc kém chăm chỉ. Với Quang, việc cải thiện thu nhập khi làm nhiều việc cùng một lúc mới là ưu tiên hàng đầu. Hiện nay thì vẫn chưa có cái tư tưởng và cái định hướng gọi là thăng tiến, cho nên em vẫn sẽ có một cái cách từ chối khéo. Thì em lại muốn là trải nghiệm nhiều ngành nghề khác nhau, chứ không chỉ là tập trung để thăng tiến một ngành nghề. Lương thu nhập của mình hàng tháng của mình nó cũng x3 và x4 lên ạ. Nếu như mà áp lực mà thu nhập thấp
thì em nghĩ là em sẽ không lựa chọn rồi ạ. Áp lực đánh đổi thu nhập cao còn hơn là thêm gánh nặng mà đồng lương không mấy thay đổi. Chọn thăng tiến là chọn thêm trách nhiệm. Nhưng giờ không muốn thăng tiến thì lại phải học cách tồn tại một cách khéo léo nơi công sở. Thay vì sếp quản trị mình thì mình quản trị lại sếp. Xong ca làm thì em sẽ mời sếp đi uống cà phê. Sếp có việc gì sếp kể với em. Nói chung là hãy là một người bạn của sếp, nắm bắt được tâm lý của sếp. Nói đúng hơn thì là thao túng tâm lý. Sếp sẽ thoải mái hơn cho cái việc là chạy KPI của mình và giúp mình có thể giảm bớt đi một số công việc. Thay vì nắm giữ quyền lực thì nay người lãnh đạo lại bị xoay trong chóng với những chiếc bẫy ngọt ngào từ nhân viên. Gần 5 năm kinh nghiệm quản lý, vậy mà đôi lúc anh Thắng vẫn mắc phải những sai lầm. Lợi thế của bạn gái đó thì nó là xinh, trẻ và đẹp, và đặc biệt bạn ấy nói chuyện rất là khéo. Từ những cái việc không may mà bị ốm hay là không may có hắt hơi sổ mũi gì thôi, bạn ấy quan tâm rất là kỹ. Trong công việc thì bạn gái đó phải nói là cực kỳ chềnh mảng. Mình khá là bất ngờ và hụt hẫng khi mà mình nhận được bảng kết quả trên tay là hoàn toàn ngược lại so với những gì bạn ấy nói cũng như là bạn ấy bày tỏ với mình. Hai câu chuyện khác nhau nhưng lại chung một cái kết. Khi những nhân viên đều bị cho thôi việc hoặc là tự rút lui một cách khôn ngoan. Ngày càng có nhiều người ghen ghét mình bởi vì họ cảm thấy không được công bằng và họ đã báo cáo lên sếp. Em không có thao túng được sếp thì sếp bắt đầu cáu gắt, đẩy toàn bộ những cái mà em chưa làm được dồn hết vào cho em làm. Em đến và em lựa chọn ở lại cũng là vì sếp, và em nghỉ việc thì cũng là vì sếp. Thay vì giao toàn quyền vào tay sếp, nhiều người lựa chọn chủ động lèo lái sự nghiệp của mình bằng nhiều cách khác nhau. Việc từ chối chạy theo những cuộc đua thăng chức nơi công sở là lựa chọn của mỗi người. Nhưng khi lợi dụng điều đó cho những mục tiêu vụ lợi của bản thân, thì sẽ luôn là con dao hai lưỡi khi phát triển sự nghiệp của chính mình. Thưa quý vị, hàng trăm người di cư bao gồm cả trẻ nhỏ tại bang Veracruz, Mexico đã liều mạng leo lên một chuyến tàu chở hàng vào ngày hôm qua để thực hiện hành trình vượt biên sang Mỹ. Phần lớn những người di cư phải đi bộ trên những cung đường vô cùng gian nan trên hành trình sang Mỹ. Vì vậy, mặc dù có rất nhiều rủi ro khi mà nhảy lên tàu hỏa như là bị đứt lìa chân tay, thậm chí là thiệt mạng, nhưng những người di cư vẫn bất chấp vì quá mệt mỏi sau khi đi bộ hàng chục cây số. Tình trạng trên diễn ra trong bối cảnh nhiều người lo sợ chính sách di cư sẽ bị thắt chặt khi ông Donald Trump sẽ trở lại cương vị Tổng thống của nước Mỹ vào tháng 1 của năm sau. Ngày hôm qua, chính quyền Indonesia cho biết là tình hình tội phạm buôn người tại nước này đang ngày càng trở nên phức tạp. Trong vòng một tháng qua, thì cơ quan chức năng đã phát hiện gần 400 vụ buôn người và giải cứu hơn 900 nạn nhân. Theo Cục Điều tra Hình sự của Cảnh sát Indonesia, thì các đối tượng buôn người thường tiếp cận nạn nhân qua Internet, lợi dụng các công ty tư nhân tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài. Chúng hứa hẹn mức lương cao mà không yêu cầu trình độ chuyên môn hay là ràng buộc pháp lý nào. Các đối tượng này thường sắp xếp cho lao động xuất ngoại bằng thị thực du lịch hoặc là hành hương thay vì thị thực lao động hợp pháp. Nhiều nạn nhân dù được hứa hẹn mức lương hấp dẫn, thế nhưng cuối cùng lại bị ép làm việc trong các nhà máy, công ty hoặc là đồn điền bất hợp pháp, đặc biệt là ở các nước Đông Nam Á. Những người không đạt chỉ tiêu trong công việc sẽ phải chịu các hình phạt nghiêm khắc, bao gồm cả bạo hành thể xác. Trung tâm khí tượng quốc gia của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã ban bố báo động đỏ về tầm nhìn giảm ở một số khu vực ven biển và nội địa của quốc gia này do sương mù dày đặc. Một số khu vực của thành phố Dubai đã bị bao phủ trong sương mù dày đặc, khiến cho việc điều khiển phương tiện giao thông trở nên vô cùng khó khăn. Theo chính quyền UAE, thì nguyên nhân của sương mù là do độ ẩm cao vào ban đêm. Giới chức địa phương cũng cảnh báo độ ẩm có thể lên tới 95% ở một số khu vực tại thủ đô Abu Dhabi, tạo nguy cơ sương mù cao. Một cặp vợ chồng sở hữu một nhà tang lễ ở bang Colorado, nước Mỹ đã nhận tội về hành vi ngược đãi tử thi sau khi cố tình để khoảng 190 thi thể phân hủy trong một tòa nhà và đưa cho cốt giả cho các gia đình của những người đã khuất. Theo chính quyền địa phương, thì ông John Holford và cùng với vợ là bà Carrie đã bắt đầu âm mưu cất giữ các thi thể tại một tòa nhà bỏ hoang kể từ năm 2019, mặc kệ cho các thi thể này phân hủy và sau đó sử dụng bột xi măng để thay cho cho cốt đưa cho người nhà. Đây là kế hoạch nhằm tránh chi phí hỏa táng.
Cặp vợ chồng này đã sử dụng lợi nhuận thu được để chi trả cho những chuyến du lịch xa xỉ cũng như là nhiều vật phẩm sang trọng khác như ô tô. Sau khi nhận tội thì vợ chồng nhà Hofford có thể sẽ phải đối mặt với mức án là 15 năm tù giam. Theo Tổng cục Thống kê, 10 tháng của năm 2024, trên địa bàn cả nước đã xảy ra hơn 19.000 vụ tai nạn giao thông. Quá nửa trong số đó đã bị thiệt mạng. Số nạn nhân còn lại dù may mắn giữ được tính mạng nhưng cũng gặp phải rất nhiều những vấn đề về sức khỏe. Trong đó không ít người đã trở nên tàn phế. Nhân vật trong phóng sự sau đây của chúng tôi thậm chí còn mắc chứng trầm cảm vì suốt 2 năm đau đớn, không thể đi lại được. Thế nhưng thành tích y học luôn tạo nên những điều thật đặc biệt. Và đó cũng là những câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ ngay sau đây. Sau tai nạn giao thông, bà Hà bị gãy xương đùi. Dù đã trải qua 2 lần mổ, nhưng đôi chân vẫn không thể lành, khiến cho cả người bệnh và gia đình đều rơi vào bế tắc. Tôi muốn là tôi cắt bỏ cái chân này đi, tôi đau một lần còn hơn là tôi để nó đau dai dẳng như thế. Nhiều lúc tôi chán nản, tôi không muốn sống gì. Nỗi đau của mẹ kéo dài khiến người con trai quyết tâm tìm đến một bệnh viện khác. Sau 2 lần mổ trước, bệnh nhân đã bị nhiễm trùng nặng, dẫn đến hoại tử cả một đoạn xương kéo dài tới 25cm ở đùi. Khớp gối thì đã bị thoái hóa, bệnh nhân lại trầm cảm, khiến cho việc phẫu thuật trở nên rất khó khăn nếu chỉ dùng phương pháp mổ ghép xương thông thường. Nếu chúng tôi lựa chọn cái phương án mà ghép xương, khẳng định luôn là cái câu chuyện là cái vấn đề lo âu, vấn đề về sức khỏe, tinh thần bệnh nhân không giải quyết được. Chính gia đình đã mạnh dạn đề xuất chúng tôi mổ theo phương án thứ hai, là thay thế cái đoạn khuyết hỏng xương và khớp gối bằng khớp nhân tạo. Đây là phần xương nhân tạo đã được ghép vào sau mổ. Để bệnh nhân có thể phục hồi vận động hoàn toàn, mọi số đo về khớp xương mới đã được các bác sĩ tại bệnh viện Vinmec Time City tính toán chính xác bằng công nghệ 3D nhằm tái tạo trọn vẹn cấu trúc ban đầu. Chúng tôi đã phải tính toán rất là kỹ về khả năng vận động của bệnh nhân trước mổ bằng các cái phần mềm mô phỏng về các cái chức năng cơ của bệnh nhân cũng như là cái chức năng gối của bệnh nhân, và từ đó có thể lựa chọn lại cỡ khớp cũng như là cái việc bù lại phần xương đã khuyết hỏng của bệnh nhân để giúp cho cái chức năng cân bằng của cơ khớp của bệnh nhân có thể phục hồi được tối đa như mong muốn. Chỉ 10 ngày sau ca phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể tự bước đi. Trong khi theo tính toán của bác sĩ, điều này có thể mất tới 6 tuần. Rồi, có khó chịu gì không cô? Cô dễ chịu. Thoải mái không đau đúng không ạ? Dạ vâng. Thấy mẹ mình đi lại được thì chắc là không có gì vui hơn. Tôi đi, tự tin là tôi sắp đi lại được. Các bác sĩ bảo là sĩ trở thành người ngày xưa. Nụ cười đã trở lại sau 2 năm mất đi. Chỉ y học hiện đại mới có thể mang đến những kỳ tích như thế.